Rồi bây giờ còn ai hỏi thầy Nghĩa nữa không? Dạ thầy, cho con hỏi chạy thêm cái vấn đề là trị bệnh cho người ta á. Cái bệnh con chạy qua bên bên mình á. Nói chung là nói mình trị bệnh cho người ta tức là cái nhân quả của họ, như hồi nãy thầy nói nó có cái nhân quả nó gặp nha, nó gặp nha. Nhưng mà sự thật ra đó thì nó cũng có gánh cái thằng đó, nó có gánh phần nhân quả của nó. Thay vì nó có cái nhân duyên nhưng mà mình biết đó thì mình hướng dẫn cho họ cách thức như Phật pháp đó. Bây giờ đó, phải sống đúng bát tám giới bát quan trai đó, thì mình hướng đó để cho họ tự cứu họ hơn là mình thò tay mình hốt thuốc, hoặc là những cái kia mình chăm họ cái, hoặc là mình dùng nhân điện hay là khí công mà trị, thì cái bệnh đó nó sẽ qua mình. Nếu nó cái bệnh nó qua mình chứ không phải là cái tai họa khổ đau sẽ đến với mình, không bao giờ. Nó không phải là nó cái người đó nhức đầu mình trị hỏi nhức đầu ngãi qua mình, không phải vậy. Con đừng hiểu nhân quả nó không có cả những kiểu đó đâu. Mình trị bệnh người ta hết cái bệnh đó mà mình lãnh cái quả của họ chứ không phải chạy đâu. Lát nữa xe đụng mình gãy giò đó, nó hao hoặc là có lát nữa không biết ai chửi mình, nếu nó chưa phải nó đương bình an cho nó làm cho mình khổ đau đó, thì nghĩa là cái khổ đau nào nó cũng là do nhân quả đó. Mà bây giờ họ đang bệnh đó là cái nhân quả của họ, mình muốn cho họ tự mà chuyển, tự các con hấp bước lên mà đi thì nó đúng đó. Mà để cho mình chuyển cái khổ đau của họ, họ hết bệnh thì coi chừng đó, mình sẽ lãnh cái khổ của họ mà không biết cái chuyện gì xảy ra cho mình chứ không phải đâu. Gia đình mình không biết chừng trị bệnh ta hết mà gia đình nhà đau chứ. Con mình đau, con biết cái chừng nhân quả mà đâu, mình đâu có chạy quả nhân quả. Mà sao tôi trị bệnh cho ta mà sao hoài cái gia đình tôi cứ lục đục, vợ tôi cứ chửi tôi hoài. Nó đâu có thường mới ngon, nó trả cái quả đó. Bởi vì cái quả người ta khổ, mình làm cho người ta giảm cái khổ. Nó có cái nhân duyên, mà cái nhân duyên đó nó mình chuyển người ta bằng cái pháp. Cho nên mấy con thấy thầy tại sao không đau bệnh, phải không? Là thầy dạy mấy con chuyển cái nhân quả của mấy con, chứ thầy không kê tay thì là hút thuốc cho mấy con đâu. Nhưng mà thầy mà hút thuốc cho mấy con thì chắc gì mà thầy ngồi để gì. Nó không chuyện này chuyện kia. Nhưng mà mấy con cứ thấy thì đem cái đạo đức nhân bản nhân quả thầy dạy cho người mà thầy cứ chịu khổ. Vì cái nhân quả của người ta ta sống trong ác pháp, bây giờ mình chuyển cho người ta hết bằng cách để cho người ta chuyển mà thầy còn phải chịu khổ đó. Chứ đừng nói chuyện mà thầy mà lỡ thầy kê với ai thì gánh vô họ thì thầy còn chuyển hơn nữa. Cho nó đâu phải dễ đâu. Cho nên trong thời Đức Phật đã nêu lên cái nền đạo đức này rồi. Mà cái nhân quả của thời Bồ Đạt, của trần thời đó, nó rất khó chứ đâu phải dễ. Đâu phải dễ như thầy đâu. Bây giờ thông tin dễ này, phải không? Rồi cái tri kiến, cái kiến thức của con người nó hiểu hơn hồi trước nhiều. Chứ đâu phải chỉ có một số người hiểu thôi, còn bao nhiêu nó ngu dốt lắm. Nó cứ tin là có thần sông, thần núi, thần nước, thần sắc, thần xét gì đủ loại hết à. Nói nó không có, nó đâu có nghe, đâu có dễ gì. Thầy nói bây giờ, thầy nói không có tiếng dưới chưa. Có một số người còn tin chứ bao nhiêu người. Họ nói thầy có bậy chứ đâu phải dễ đâu. Mà bây giờ kiến thức khoa học như vậy đó, mà con thấy như vậy, còn thờ Đức Phật. Cho nên cái đạo đức nhân bản của đạo Phật dạy 8 cái lớp học như vậy, con thấy ngày xưa Đức Phật có triển khai nó không? Đâu có triển khai cho thành tất 8 cái lớp mới ngon. Nói ra thì nói nhưng mà người ta cứ nghĩ đó là bát chánh đạo, là 8 cái pháp học, chứ người ta đâu có nghĩ đó là 8 cái lớp học. Còn tất cả những bài kinh của Phật để giảng đều là cái giáo trình cho 8 cái lớp học này chứ cái gì khác, phải không? Trong cái thời đó sau khi Đức Phật tịnh thần cũng không ai triển khai nữa. Lần lượt nó dìm mất nó đưa ra cái thế giới siêu hình không, cầu cũng không, chứ không còn cái gì nữa. Mà trong khi có một cái nhĩ nhân này, đưa ra một cái chánh pháp, cái chân lý như vậy này, làm luôn mất hết. Mà tới thầy thôi, thầy làm chủ được cuốn cái này, thầy mới nhìn thấy được một cái lợi ích rất lớn. Mà nếu mà 2500 mà nếu mà từ đó mà khai triển được thì bây giờ con người như thế nào? Không tin con thấy không? Mà không khai được cho đến bây giờ thầy mới hé là đây mới có lớp học, mà phải là lớp học đầu tiên của đạo Phật, lớp học bát chánh đạo. Trong cái kia là bài pháp bát chánh đạo chứ đâu phải là lớp học. Các con cứ nghe đi, không anh? Từ đại thừa cho đến thiền xong cái gì cũng nói bát chánh đạo, nhưng mà dạy cái bài pháp bát chánh đạo chứ không phải là cái chương trình giáo dục của bát chánh đạo. Bây giờ mấy con thấy thầy dạy, mấy con thấm nhuận không? Mấy con thấy rõ ràng là cái chương trình ta giáo dục đào tạo chứ đâu phải. Từ cái chỗ mà mở cái lớp chứng kiến để cho mấy con có cái hiểu đúng như thật, thì triển khai từng chút mấy con mới sâu vô, mới thấy được cái hiểu biết của mình chứ. Nếu mà không có triển khai lớp này thì ai cũng hiểu mà hiểu chung chung, hiểu theo cái kiểu bát pháp bát chánh đạo. Mà nói chứng kiến là tôi cũng hiểu vậy, nhưng mà hiểu chung chung đâu có. Cho nên hôm nay thì đây là một cái lớp mà
lẽ ra nó phải là một năm học của một cái lớp chính kiến, nhưng mà vì cái thời gian nó không có, nó đòi hỏi trong cái sự tu tập chúng ta nó rút ngắn lại, cho nên thầy cố gắng thì làm sao cho cái thời gian nó ngắn lại. Vậy mà nó còn rỉ mọ tới bữa nay nó gần hết 3 tháng rồi, nó rỉ mọ mà cái lớp mà chánh kiến, cái lớp mà chúng ta triển khai cái tri kiến hiểu biết với một số khiêm tốn đó, một số hiểu biết khiêm tốn mà nó rỉ mọ cho tới bây giờ đó, nó còn thấy chưa xong đó, nó còn 4 cái bài pháp nữa. Mà nếu mà gạn lọc mà cho mấy con mà đồng điều với nhau trên cái lớp này, nó kéo dài không biết mà một năm không biết nó đồng điều nhau. Cho nên buộc lòng phải cho cái số người mà cái trình độ còn kém họ phải ở lại, chứ không thể nào nương lên hết được. Còn bây giờ cái trình độ kiến thức của chúng ta hiểu biết về những cái bài pháp này nó rõ ràng rồi thì kính lân cái trình độ nó lên cái lớp khác rồi, để mà ta đến cái lớp thực hành. Còn mình chưa hiểu biết làm sao mình thực hành, mình hiểu biết chung chung làm sao mình thực hành được. Mình thực hành rồi mình khi mình viết cái bài thực hành ra để mà áp dụng vào cái tâm cảm của mình thì mấy con viết có mấy chữ rồi đó con, như vậy là sao, nó còn ức chế tâm nó còn gì. Khi mình hiểu biết như thông suốt, nó rõ ràng cụ thể, thế mà chúng ta còn xả chưa được, huống hồ mà nói chung chung vậy thôi rồi thì ức chế tâm rồi. Cũng như bây giờ mấy con đang bây giờ một niệm khởi ra trong đầu, mấy con mới đưa cái niệm nó quán tư duy mà quán chung chung thì mấy con thấy tắt ý đi qua là nó không có niệm khởi nữa, phải không? Nhưng mà điều kiện là ức chế đó, chứ đâu phải nó xả đâu. Còn bây giờ chúng ta trở thành, chúng ta phải nghiền ngẫm nó như thế nào, chúng ta phải rõ ràng cụ thể nó qua một cái bài viết 5-10 trang giấy để mà xả được cái niệm của mình, được cái tư duy đó nó phải nhiều phải sâu không? Mà mỗi một cái niệm đều được đưa ra cho mấy con tư duy quán xét hết, chứ đâu phải mà để mấy con tự mấy con là biến lắm. Thầy nói quán sơ sơ rồi thôi đi ngủ rồi giờ mệt quá, có phải không mấy con? Định vô lậu bây giờ có cái niệm gì đó mấy con quán sơ sơ thôi rồi nó đi rồi, bây giờ nó không có tới nữa. Nhưng rồi lát nữa nó tới nữa, hoặc ngày mai buổi khác nó tới nữa. Còn người ta đi sâu rồi, nó làm sao nó tới nữa mấy con? Nghĩa là mình quyết sạch, thật sạch, thật hiểu. Nhờ có những cái niệm đó mà nó làm triển khai cái tri kiến của mình. Tri kiến giải thoát mà. Nó đến thì mình biết mặt nó rồi, tôi đã quán nó rồi, tôi không còn cần gì nữa. Thì nó sẽ bị diệt mất rồi. Cho nên tâm hoàn toàn vô lậu bất động. Chứ không phải không có niệm đó đến, mà niệm đến mình đã hiểu biết nó rồi, nó không có làm cho sai khiến mình, làm cho mình khổ đau. Bây giờ ví dụ như cái niệm ái kiến sử, nhớ gia đình, nhớ vợ con, nhớ cha mẹ mình, mà giờ mình quán nó rồi, mình tư duy cái đó rồi, sâu sắc cái đó rồi, bây giờ nó tới nó sai mình còn nhớ nữa không? Nó có cái niệm nó đến mà nó có làm cho mình bây giờ thôi đi về nhà thăm gia đình được không? Có nữa không? Bởi vì mình đã hiểu rồi, còn bây giờ chưa hiểu, bây giờ mình nhớ quá rồi, mình nhớ không dạng được. Nghe tin ông đau bệnh nó không có chạy về, chứ mà bây giờ ngồi đây chịu không? Thì như vậy là đó là mình chưa có thông suốt, còn nó thông suốt rồi nó biết cái này như thế nào rồi, cho nên nó bất động, nó không có sai được nó nữa. Cho nên Đức Phật nói bất động tâm chứ không phải là không có niệm. Nó bất động tâm là nó sai mình không có được, tâm mình nó bất động nó không có điều khiển mình được nữa. Các con hiểu chứ, đâu phải dạy mình không có niệm, có niệm mà nó làm gì mình cũng được hết. Bây giờ nó nói là nó có niệm thèm ăn, nhưng mà mình hiểu mà thực phẩm bất cần cho nên mình không có đi lấy ăn, chứ đâu phải nó không niệm, các con hiểu. Nhưng mà một thời gian mà ở trên tứ niệm xứ nó như vậy đó, một thời gian thì nó bất động, nó bất động, nó thanh thản là tự nó thanh thản, mình không ức chế nó gì hết, tại vì mình không làm theo nó, tức là ly. Mà ly một thời gian là nó diệt, bởi vì Đức Phật nói ly dục đi ác pháp, thấy không? Rồi từ bỏ rồi nó diệt. Mà mình diệt bằng cách gì đâu? Mình ly nó, mình không làm theo nó thì nó mắc cỡ, nó không đến nữa thì nó ly nó diệt chứ sao. Mà mình có ức chế nó đâu, còn cứ ngay nó mà diệt bằng cách là diệt, mình ức chế chứ làm gì. Còn ở đây mình không làm theo nó, mày tao biết quá mà tao hiểu quá, mới hôm qua tao học cái bài này mày ló cái mặt ra đi mà tao làm theo mày à, có phải không? Con hiểu cái cách thức, cái chương trình giáo dục của Phật rất hay, không ức chế nó chút nào đâu, mà mình làm chủ mình không động tâm, mình làm theo nó có sai gì cũng được hết. Thế cho nên mình bất động tâm, tao bất động mày không biết sai tao được đâu, bây giờ tao làm chủ chứ mày không làm chủ nữa. Mà nếu mà không có cái tri kiến của mấy con, mình làm xong nó không biết được, tức là mấy con bị vô minh. Minh là gì? Là cái hiểu biết chứ gì, cho nên gì vậy mà không sai gì được hết. Cuối cùng mình ngồi chơi vậy, cuối cùng diệt sạch nó mà nó không hay. Mình có diệt nó đâu mà tự nó diệt, mình ly ra rồi nó không sai mình được thì nó diệt à. Mà nó diệt ra thì mình chứng đạt chứ sao. Các bạn thấy con đường đúng không? Rất là tuyệt vời. Mà không có mệt nhọc, không có khó khăn.
con không thấy tôi có làm gì đâu, tại vì tôi hiểu nó sai tôi không được, nó đi thôi, nó ly thôi, nhưng mà cuối cùng anh làm thế không được thì tôi diệt mất anh rồi, mà tôi diệt mất là chính chân lý tôi chính đạt chứ sao, con không thấy con được chưa? Cho nên ở đây thầy nói là thầy đào tạo với con chứng quả là bằng chứng cụ thể, mà đây là cái chương trình giáo dục của đạo Phật chứ đâu phải là cái chuyện mình để cho mấy con tự tu. Nó bây giờ tự tu mấy con cứ thầy cho cái đề tài nào đó bảo mấy con quán là cái niệm mấy con cởi ra mấy con đưa quán, mấy con quán có sâu không, quán sơ sơ cái lười biếng bỏ qua, định vô lậu gì mình mới có nói mấy tiếng cái đồ thôi đi đi thầy vọng tưởng mà đi đi không có chuyện đó thôi chết. Thầy hứa mấy con là thầy sẽ dạy cho mấy con, thầy chịu khó thầy dạy, mà thầy biết mà cái sức của thầy chỉ dạy cho mấy con một khóa này thôi chứ dạy nữa cho thầy không dạy nổi. Mà hết lắm chứ cực lắm, trời ơi bộ mấy con tưởng đọc một cái bài mấy con có đọc hết từng chữ chứ đâu phải không, bao nhiêu gì đọc mệt lắm, mà mấy con viết sắp sắp này nè, viết như vậy đó mấy con thấy một cái bài đó luôn nè, học trò thì người ta chấm bài có cao lắm thì nó hai trang vậy thôi, không biết con sao đó tôi quý mấy con đọc cũng bắt mệt, các con thấy như vậy đọc mệt lắm chứ đâu phải không, mà bài nào người nào cũng viết thực phẩm bất tịnh bất tịnh bất tịnh y như vậy hết, người thì viết cái này người viết cũng đều nói bất tịnh, đọc nó chán lắm chứ cái gì nó đọc mất mẻ thì mình còn ham rồi đọc cái kiểu này chỉ có ông thầy mới chịu khó đọc thôi, các con thấy không, chỉ có ông thầy gì chấp gì đọc để hiểu biết người học trò mình biết đúng sai còn thiếu chỗ nào để mà hướng dẫn nó, cho nên nó không đọc sao được mà đọc nó có hứng thú gì. Bao nhiêu cái bất tịnh này thầy quá rõ rồi, chứ mình chỉ đọc cái gì mới nó còn hứng thú mình còn ham đọc, đọc cái này cho nó ơi nó không hứng thú gì hết. Có nhiều khi mấy con đưa ra những mẫu chuyện nó cũng còn nói gì cái chuyện bất tịnh nó như mà nói chuyện đánh giặc rồi mấy con thì thầy cũng thấy hứng thú đọc. Không chứ thật mà mấy con đưa những cái mẫu chuyện gì ra cũng nói gì cái vấn đề nhân quả rồi nghe nó cũng hứng thú, vì câu chuyện nó lạ lạ thì cũng ráng đọc được, còn cái gì mà cũng nói lý luận không cũng như nguyên văn trời đất đâu nên đọc cái đầu mình bể đi bắt buộc phải nghe theo cái lý luận đó. Không nó hay thì nó hay thật, nhưng mà sự thật bắt buộc mình phải theo cái sự suy luận đó, nó không có cái hứng thú đâu, nó bắt buộc mình phải đòi hỏi sử dụng cái trí óc để coi cái lý luận người ta nó như thế nào, bắt buộc mình phải làm việc nhiều lắm, đọc cái bài nguyên văn là phải làm việc nhiều, còn đọc mấy cái bài mấy con đưa ra những cái mẫu chuyện rồi nghe cái thú cũng không, cái tâm lý của người mà nó không thể nói thật thôi, mà cho nên thầy chấm bài thì biết mà, cho nên nó cực lắm chứ không phải là không cực, thà là mình ngồi không cho nó sướng cái đầu. Nhưng mà mấy con ráng tu tập thì thầy sẽ cố gắng, thì sẽ dạy cho thầy không bỏ đâu, bởi vì đây là cái sự lực lớn cho mấy con, và cũng là cái nhìn chung là mấy con tu được thì đó là cái gương tốt để cho người sau người ta có cái hướng tu tập, người ta thấy được cái kết quả người ta sẽ hướng, bởi vì đời khổ quá, đời không có đạo đức, thiếu đạo đức nhiều quá mà chúng ta làm được thì đó là cái cách thức để người sau người ta có cái chỗ người ta nương tựa, người ta không có khổ. Tội cho con người lắm, sanh ra làm người ai cũng muốn được an vui, được yên ổn, nhưng mà vì cái ác pháp nhiều lắm, người này vì muốn cái sự hạnh phúc cho mình đầy đủ mình thì lại làm cho người khác đặt, làm cho người khác khổ. Cho nên chúng ta muốn cái điều này là lợi ích trước tiên là bản thân mình, lợi ích kế đó là mọi người. Và nhiều người được như thế này thì trên thế gian này chúng ta thấy cái hạnh phúc lớn, chúng ta thương xót mọi người lắm, vì mình thương xót mình thì mình thương xót mọi người, họ đang khổ lắm. Mình ngồi đây mình tu mình đã ăn chứ bao nhiêu người đã chịu lộ một khi là họ đang giật, họ đang tăng dành từng miếng ăn, từng manh áo, họ đang từng cái từng đồng, từng cắt, từng trăm, từng triệu, họ giật, họ kể trên mạng họ đâu, họ không kể trên mạng người khác đâu. Cho nên những cái hành động đó là thiếu đạo đức rất lớn, mà mình rất thương họ chứ không phải vì gì đó mình ghét hay gì đó, họ tại vì những người đó họ không đúng. Cho nên chúng ta hãy cố gắng đem hết sức lực của mình, nỗ lực tu, thầy sẽ dạy các con mà chắc chắn mà mấy con sẽ đạt được, không có khó khăn đâu. Đức Phật nói không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có khó, nó dễ lắm chứ không có mệt. Cái điều kiện là chúng ta bền chí mà tập luyện thôi các con. Bây giờ chúng ta sẽ nghĩ mỗi một buổi mà gặp thầy dù nhiều dù ít thì thầy nghĩ rằng mấy con về tu chắc tinh tấn lắm và cũng thoải mái lắm, phải không mấy con? Còn nếu mà mặc dù nói bậy nói bạ vậy thôi nhưng nó cũng thu thập được một chút về cái phần kiến thức của mình, cũng thu thập được một ít và rút tỉa từng kinh nghiệm vấn đề của mình tu tập, thì chắc chắn là nếu mà bữa nào cũng gặp như thế này chắc tụ mê lắm.
tôi thấy không có thối chuyện nhiều nữa. À, như vậy là rõ ràng là cái con ráng cố gắng, thầy phải cố gắng giúp đỡ cho